Thế nhưng vào ngày cô gái tròn 20 tuổi, con chăn gian ác dẫn theo đội quân bảo hộ nó tấn công thôn làng. Đàn ông đều bị giết hại tàn nhẫn, còn tất cả những cô gái trẻ thì đều bị bắt đi. Bọn chúng kiểm tra người từng cô gái một, buộc phải tìm ra cô gái có ký hiệu rồng. Khi đó người nữ hộ sinh chịu trách nhiệm đỡ đẻ, vì để bảo vệ con gái của mình đã khai ra thân phận của cô gái có ký hiệu của rồng. Cô gái nhanh chóng bị bắt đi. Trên đường áp giải cô gái, thầy trò Hazam liền xuất hiện. Sư phụ phụ trách đối phó với kẻ địch, còn Hazam nhân đó đưa cô gái trốn trong một khe núi bí mật. Bởi vì quân địch quá mạnh, sư phụ không thể trụ được trong thời gian dài. Sau khi bị thương, 36 kế chọn kế chuồn là thượng sách. Khi ông đến khe núi, Hazam và cô gái đều đã mất tích. Hóa ra hai người họ vẫn bị con chăn gian ác đuổi theo. Cuối cùng họ quyết định cùng nhảy xuống vách đá cao và dốc. Còn con chăn gian ác thì vụt mất một cơ hội hóa thân thành rồng. Đến nay đã là 500 năm trôi qua rồi. Cơ hội lần hai của con chăn gian ác sắp đến rồi. Jack nói với Ethan, bản thân ông chính là chuyển kiếp của sư phụ, còn Ethan chính là Hazam. Còn về cô gái có ký hiệu của rồng, thì chuyển kiếp trở thành một cô gái tên là Sarah. Ethan cần phải tìm được Sarah. Thế nhưng vào ngày cô gái tròn 20 tuổi, con chăn gian ác dẫn theo đội quân bảo hộ nó tấn công thôn làng. Đàn ông đều bị giết hại tàn nhẫn, còn tất cả những cô gái trẻ thì đều bị bắt đi. Bọn chúng kiểm tra người từng cô gái một, buộc phải tìm ra cô gái có ký hiệu rồng. Khi đó người nữ hộ sinh chịu trách nhiệm đỡ đẻ, vì để bảo vệ con gái của mình đã khai ra thân phận của cô gái có ký hiệu của rồng. Cô gái nhanh chóng bị bắt đi. Trên đường áp giải cô gái, thầy trò Hazam liền xuất hiện. Sư phụ phụ trách đối phó với kẻ địch, còn Hazam nhân đó đưa cô gái trốn trong một khe núi bí mật. Bởi vì quân địch quá mạnh, sư phụ không thể trụ được trong thời gian dài. Sau khi bị thương, 36 kế chọn kế chuồn là thượng sách. Khi ông đến khe núi, Hazam và cô gái đều đã mất tích. Hóa ra hai người họ vẫn bị con chăn gian ác đuổi theo. Cuối cùng họ quyết định cùng nhảy xuống vách đá cao và dốc. Còn con chăn gian ác thì vụt mất một cơ hội hóa thân thành rồng. Đến nay đã là 500 năm trôi qua rồi. Cơ hội lần hai của con chăn gian ác sắp đến rồi. Jack nói với Ethan, bản thân ông chính là chuyển kiếp của sư phụ, còn Ethan chính là Hazam. Còn về cô gái có ký hiệu của rồng, thì chuyển kiếp trở thành một cô gái tên là Sarah. Ethan cần phải tìm được Sarah. Thế nhưng vào ngày cô gái tròn 20 tuổi, con chăn gian ác dẫn theo đội quân bảo hộ nó tấn công thôn làng. Đàn ông đều bị giết hại tàn nhẫn, còn tất cả những cô gái trẻ thì đều bị bắt đi. Bọn chúng kiểm tra người từng cô gái một, buộc phải tìm ra cô gái có ký hiệu rồng. Khi đó người nữ hộ sinh chịu trách nhiệm đỡ đẻ, vì để bảo vệ con gái của mình đã khai ra thân phận của cô gái có ký hiệu của rồng. Cô gái nhanh chóng bị bắt đi. Trên đường áp giải cô gái, thầy trò Hazam liền xuất hiện. Sư phụ phụ trách đối phó với kẻ địch, còn Hazam nhân đó đưa cô gái trốn trong một khe núi bí mật. Bởi vì quân địch quá mạnh, sư phụ không thể trụ được trong thời gian dài. Sau khi bị thương, 36 kế chọn kế chuồn là thượng sách. Khi ông đến khe núi, Hazam và cô gái đều đã mất tích. Hóa ra hai người họ vẫn bị con chăn gian ác đuổi theo. Cuối cùng họ quyết định cùng nhảy xuống vách đá cao và dốc. Còn con chăn gian ác thì vụt mất một cơ hội hóa thân thành rồng. Đến nay đã là 500 năm trôi qua rồi. Cơ hội lần hai của con chăn gian ác sắp đến rồi. Jack nói với Ethan, bản thân ông chính là chuyển kiếp của sư phụ, còn Ethan chính là Hazam. Còn về cô gái có ký hiệu của rồng, thì chuyển kiếp trở thành một cô gái tên là Sarah. Ethan cần phải tìm được Sarah. Thế nhưng vào ngày cô gái tròn 20 tuổi, con chăn gian ác dẫn theo đội quân bảo hộ nó tấn công thôn làng. Đàn ông đều bị giết hại tàn nhẫn, còn tất cả những cô gái trẻ thì đều bị bắt đi. Bọn chúng kiểm tra người từng cô gái một, buộc phải tìm ra cô gái có ký hiệu rồng. Khi đó người nữ hộ sinh chịu trách nhiệm đỡ đẻ, vì để bảo vệ con gái của mình đã khai ra thân phận của cô gái có ký hiệu của rồng. Cô gái nhanh chóng bị bắt đi. Trên đường áp giải cô gái, thầy trò Hazam liền xuất hiện. Sư phụ phụ trách đối phó với kẻ địch, còn Hazam nhân đó đưa cô gái trốn trong một khe núi bí mật. Bởi vì quân địch quá mạnh, sư phụ không thể trụ được trong thời gian dài. Sau khi bị thương, 36 kế chọn kế chuồn là thượng sách. Khi ông đến khe núi, Hazam và cô gái đều đã mất tích. Hóa ra hai người họ vẫn bị con chăn gian ác đuổi theo. Cuối cùng họ quyết định cùng nhảy xuống vách đá cao và dốc. Còn con chăn gian ác thì vụt mất một cơ hội hóa thân thành rồng. Đến nay đã là 500 năm trôi qua rồi. Cơ hội lần hai của con chăn gian ác sắp đến rồi. Jack nói với Ethan, bản thân ông chính là chuyển kiếp của sư phụ, còn Ethan chính là Hazam. Còn về cô gái có ký hiệu của rồng, thì chuyển kiếp trở thành một cô gái tên là Sarah. Ethan cần phải tìm được Sarah.